vào các đoàn lữ hành thôi, các công ty người ta sẽ sắp xếp. Nhưng mà về sự chuẩn bị thì ở đây chúng tôi cũng có là làm việc chặt chẽ với lại ban quản lý khu du lịch của dân núi Bà Đen và cái đơn vị là công ty Mặt Trời Tiến Linh, đơn vị kinh doanh du lịch ở đây thì sẽ đảm bảo cái vấn đề mà an toàn cao nhất cho hành khách và cũng là đảm bảo cái sự thuận lợi không di chuyển. Như hôm nay các bạn đi từ thành phố Hồ Chí Minh á thì thấy là cái công tác là chúng tôi phối hợp với lại sở giao thông để mà từ cấp cái mã QR từ thành phố, đây là rất thuận tiện để là làm sao mà cho nó thuận lợi nhất cho cái du khách để chúng ta đi là phải là vui và an toàn. Chúng tôi thí điểm từ đây tới cuối tháng rồi sau đó chúng tôi sẽ có những cái đánh giá để sẽ tiếp tục đúng nữa. Bởi vì cái phương châm chúng tôi là du lịch phải an toàn. Do đó cái tổng đường mà cách nhỏ lẻ thì sẽ tính cái giai đoạn sau. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay thì từ ngày 12 tháng 10 lãnh đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã bàn để thống nhất về cách làm như thế là giờ xét với phương châm là du lịch phải an toàn. Và trước mắt thì chúng tôi sẽ mở là theo cái phương châm là một cung đường hai điểm đến. Thì hiện nay thì chúng ta cái điểm đi là thành phố Hồ Chí Minh và điểm đến là khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, và sau đó sẽ là ngược lại. Và đối tượng thì là những cái người đã được tiêm hai mũi vaccine hoặc một mũi là được 14 ngày, hoặc là đã có xét nghiệm âm tính, hoặc là đã điều trị hết COVID có trong thời hạn là 6 tháng, tức là kể từ thời điểm mà xuất phát. Do đó nên giờ cái ngược lại hiện tại địa điểm này thì những cái nhân viên phục vụ ở đây cũng là những người đã được tiêm đủ hai mũi vaccine.
em thì lâu lắm là mình mới được đi ra ngoài, thì tụi em cảm thấy rất là thoải mái và dễ chịu sau những cái thời gian mà mình làm việc tại trạm bơm oxy. Thực ra thì cái tâm lý chung là mọi người vẫn còn lo lắng một xíu, nhưng mà mình tin vào cái việc là mình đã tiêm đủ 2 mũi vaccine rồi, và cái thứ hai nữa là mọi người vẫn giữ an toàn trong cái quá trình mà mình tham gia du lịch. Mới, rất là mới và rất là cảm thấy là có nhiều nhiều trải nghiệm lắm. Dạ, tại vì là cái không khí và cái cảm giác nó cũng lạ nữa. Tại vẫn đang tiếp tục mà tham gia công tác phòng chống dịch, chỉ là cái mật độ nó sẽ giảm đi nhiều so với lượng ca mỗi ngày của thành phố thôi. Dạ.